trong tâm gương tôi là cô bé xinh. Khi tôi dòng chơi trên phố em cũng tự tin đáng yêu. Khi tôi mang theo tiếng hát vui không thể ai sánh bằng. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin về chính mình. Khi có ai đó không thích tôi vẫn nhìn tôi đây thôi. Khi có ai đó lên tiếng chờ tôi cần chỉ lắng nghe. Khi có ai đó không thích tôi tôi nào đâu nghĩ gì. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin về chính mình. Cậu học lịch sử để làm gì? Dân ta phải biết sử ta. Trong vòng 3 ngày tới, nếu em không sử dụng bất kỳ những gì thuộc về truyền thống của dân tộc, nghĩa là những gì thuộc về cha ông ta để lại mà em vẫn ổn, thì có nghĩa em thắng cuộc. Má, cậu không được uống. Trà sữa trân châu ngon tuyệt. Các cậu nhớ ghi biên bản cẩn thận đấy. Không cô lại cho tớ điểm 10 thông minh và bài kiểm tra 15 phút. 30 chưa phải là Tết. Cậu đừng có hội đắc ý. Này, tí nữa về phải kể cho Phan Linh biết. Cậu ấy thể nào tiêu hủy hội cho mà xem. Ừ nhở, bọn mình đi thôi. Sao lúc thấy mình không ra tay cơ chứ? Xong rồi đây. Nước sôi, nước sôi, cẩn thận kẻo bóng. Cha cha. Ngon chưa? Đây, khéo nha. Mời cả nhà ăn rồi cho ý kiến nhá. Quá. Sướng quá. Thế nào? Mẹ cho 10 điểm. Mẹ lúc nào cũng 10. Bác ơi, quá. Món này là món gì mà thơm thế ạ? Bác dạy cháu nhá. Thế nào mẹ cháu cũng thích cho mà xem. La la thấy chưa? Con gái là phải như thế. Đi ăn cái gì ngon thì cũng phải nhớ đến những người xung quanh. Như bọn em ấy, ăn hết món Hàn đến món Nhật, cuối cùng có mang về cho anh được cái bánh cái trái nào đâu. Anh Đô, anh đừng so sánh em với La La như thế. Làm như thế thì cả em lẫn La La đều khó xử nhở? À không sao. Đúng là tớ có nhiều thứ phải học cậu thật. Nhất là khoản ăn nói. Các cậu đều là bậc thầy hết. Chỉ có tớ phải học hỏi thôi. Thế nào? Thế các bậc thầy có ăn canh không? Có. Bọn cháu vui quá. Không sao. Nếu Phan Linh ở nhà có khi còn rôm rả hơn đấy chứ. Các cháu cứ nói chuyện đi cho nó vui. À, bác ơi, món này là món gì đấy ạ? Món này ấy hả con? Món này gọi là món canh dưa đu đưa với cá chê con ạ. Món truyền thống dân tộc đấy. Truyền thống ấy ạ? À, La La, cậu không được ăn. Sao? À, không phải tại món canh dưa này đâu ạ. Là vì La La đã hứa với cô giáo dạy sử là sẽ không động đến bất cứ thứ gì mang tính truyền thống của dân tộc. La La nhỉ? La La. Dạ. Sao lại có lời hứa kỳ quặc vậy? Bọn cháu đang làm một thí nghiệm nhỏ thôi ạ. Không có gì quan trọng đâu bác ạ. Hồng Mỹ, rất cảm ơn cậu đã nhắc nhở tớ. Nhưng tớ ăn chay nên món này mời cậu ăn hộ phần tớ luôn nhá. Từ từ đã. Ý tớ là món này cơ. Cơm á? Tại sao? Dạ thưa bác, cơm có phải là món truyền thống của dân tộc mình không ạ? Tất nhiên rồi. Bởi vì văn minh của nước ta là văn minh lúa nước mà các cháu ạ. Đúng không nào? Mai Lâm, cậu thấy thế nào? Có, cậu làm rất tốt. Thế còn La La? À, chắc giờ này siêu thị vẫn mở nhở? Lát các cậu có muốn đi giải trí tí không? Không. Ôi cơm ngon quá. Canh ngon. Ăn đi các cháu. Canh ngon quá. Ăn đi, ăn đi. Cậu thôi đi. Bình thường tớ vẫn ăn loại bánh mì này cơ mà. Sao một cậu ăn có vẻ khó khăn thế? Nhưng mà cậu sẽ ăn nó với dăm bông, thịt hộp hoặc là mứt. Chứ có ăn chay như thế này đâu. Thì ai bảo cậu ăn chay, có thịt hộp, cá hộp đầy ra đấy. Tại cậu không ăn đấy chứ. Này, thế cậu định mấy ngày nữa như thế nào đây? Chả lẽ cứ ăn như thế này à? Hay là... Không bao giờ. Tớ thà nhịn ăn 3 ngày để đủ lại con 10 xử. Huống chi là ăn bánh mì.
Chuyện nhỏ. Mai tớ sẽ bảo mẹ tớ nấu mấy món chay là ok. Món chay à? Tớ nghĩ là ăn chay cũng không được đâu. Bởi vì dù sao nếu muốn nấu các món ăn chay thì mẹ cậu cũng phải dùng nguyên liệu, cách chế biến, kể cả cách ăn cũng phải là cách ăn truyền thống. Tớ nghĩ không ổn rồi. Thì tớ bảo mẹ tớ nấu mấy món ăn chay Tây cũng được chứ sao? Thế đồ ăn Tây cũng có ăn chay à? Hope so. Madam này, tiếng Việt có từ bao giờ nhỉ? Tớ thì không nhớ rõ lắm, nhưng đại khái là từ trước thời kỳ Bắc thuộc. Khi mà quân xâm lược phương Bắc tới xâm lược nước ta, họ bắt chúng ta phải học tiếng Hán, nhưng mà chúng ta lại học tiếng Việt. Đúng rồi, tiếng Việt là do ông cha ta sáng tạo ra, là tài sản riêng của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đã lạ, tớ rất tiếc khi thông báo Hồng Mỹ vừa có một phát hiện cực kỳ là thú vị. Nhưng not Vietnamese. À, các cậu, đáng lẽ ra cậu không được nghe bọn tớ nói cơ, nhưng nể tình thân thiết nên tớ tạm tha. Nhưng nhất định cậu phải nói bằng một thứ tiếng khác, không phải tiếng Việt. Oh my god, help me. Chào. Hi. Hi. Can you speak English? I want hamburger, but with the meat. Yes. Hãy ban cho